Liên quan đến việc xây gần 500 căn nhà trái phép tại khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã có kết luận thanh tra toàn diện đối với dự án này. Kết luận chỉ ra nhiều sai phạm về đất đai xây dựng với hàng loạt tổ chức cá nhân liên quan. Khu dân cư Tân Thịnh do công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư với diện tích hơn 18 ha, được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2018. Tuy nhiên, thời gian qua, doanh nghiệp không báo cáo tình hình triển khai dự án, chưa làm các thủ tục để được cấp phép xây dựng đối với các hạng mục, kể cả nhà ở riêng lẻ. Việc ra soát, thống kê diện tích đất trồng lúa không đúng. Đến cuối năm 2020, dù dự án còn một phần đất cao su chưa bồi thường, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tuy nhiên công ty LDG đã san nền, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt tỷ lệ khoảng 60% và xây dựng hoàn thiện phần thô 488 căn biệt thự nhà liền kề. Ngoài ra có gần 200 căn liền kề đã thi công xong phần móng. Kết luận thanh tra xác định, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai đã xác nhận về việc chuyển nhượng cho công ty LDG hàng nghìn mét vuông đất trồng lúa khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Kết luận cũng chỉ ra 13 tổ chức và hơn 20 cá nhân liên quan sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh. Trong đó có người bị đề nghị chuyển cơ quan điều tra dấu hiệu tội hình sự. Khu dân cư Tân Thịnh là vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo.